chỉ Jenny tí nước để đền bất ngờ cho xem. Để thuận tiện cho việc trang điểm, các bạn dùng một chiếc bờ làm cho tóc gọn gàng lên nhé. Đầu tiên các bạn dùng kem chống nắng lót ở dưới cùng, chấm đều kem khắp mặt như thế này nhé. Trời nắng mà không dùng kem chống nắng là hại da lắm đấy các bạn ạ. Mẹ mình bảo mẹ nhiều tuổi rồi, dễ bị nám, sạm da nên phải thường xuyên dùng. Lọ kem này của mẹ mình có chỉ số chống nắng là 50, chắc là ổn rồi đấy. Sau khi chống kem khắp mặt xong, các bạn dùng mút tán đều kem cho mịn ơi là mịn nhé. Tiếp theo, các bạn dùng kem nền chấm đều lên mặt. Cái lọ này mình thấy mẹ mình mua lâu lắm rồi mà mãi chả thấy hết. Mình phải dùng thường xuyên cho nó hết nhanh hộ mẹ mình, để mẹ mình mua lọ khác cho nó mới. Cái lọ này cũng có chỉ số chống nắng luôn, nhưng kém lọ kia chỉ số 30 thôi. Cả hai lọ đều của Hàn Quốc. Annyeonghaseyo. Đố các bạn biết là cái gì? Là xin chào. Mình thấy mẹ mình suốt ngày nói kiểu ý, rõ là buồn cười. Lại còn xa đang đều, xong lại chụp cá heo. Ôi trời ơi, đau đầu ra phết đấy. Sau khi tán đều kem nền, các bạn dùng phấn và bông đánh phấn. Bây giờ đến đoạn vẽ lông mày. May mà có cái khuôn này, không thì cũng khó ra phết đấy. Các bạn phải đặt khuôn cho đều hai bên đấy nhé, không lại cái cao cái thấp thì mất hết cả xinh gái. Ngày trước mình thử vẽ lông mày mà không có khuôn rồi. Rồi ôi, bên cao bên thấp. Thế là mình phải đi rửa mặt ngay, không có mẹ nhìn thấy là mẹ hết cả hồn. Đây là bút nhũ vẽ mắt, dùng rất là dễ, quẹt hai đường là xong. Ôi trời ơi, cái đoạn vẽ lại mắt này là khó nhất hệ mặt trời. Các bạn phải cẩn thận, không có lại thành cấu trúc đấy. Mình vẽ cũng nhiều lần rồi nên không quá tệ. Đấy, vẽ lại mắt là các bạn còn phải vẽ từ đuôi mắt lên trên, xong lại còn chỉnh các thứ. Mất thời gian ra phết đấy. Mình không biết dán mi giả chứ, mình mà biết dán mi nữa thì để dã cả mang luôn chứ. Xong lấy mắt rồi, các bạn dùng kẹp mi để bấm lông mi cho con nhé. Cẩn thận một chút, không có lại bị kẹp vào mí mắt thì thôi rồi. Tiếp theo, các bạn dùng mascara để chuốt mi cho dài và đen nhé. Hồi xưa mình không biết dùng cái này, tập mãi mới được ấy. Sau khi trang điểm mắt xong thì mình sẽ dùng phần má và một cây cọ trang điểm để làm cho má hồng lên. Hồng vừa thôi nhá, mình thì mình không thích má đậm đâu. Đấy, các bạn dùng cọ chấm vào phấn rồi xoa xoa như thế này này. Cuối cùng các bạn tô son vào môi là trang điểm xong rồi đấy. Cây son này lại của Hàn Quốc. Mẹ mình đúng là fan hâm mộ của Hàn Quốc hay sao ấy nhỉ? Chú A Hèo. Sau lại mà Na So, Phàng Ga rồi. Học tiếng Hàn đúng là không dễ, nhưng có vẻ cũng không khó lắm. Mình mà được sang Hàn Quốc ấy, để gặp chị Jenny thì sướng nhỉ. Lúc ý mình sẽ học tiếng Hàn để nói chuyện với chị ý. Ôi thích thật đấy. Rồi, bây giờ các bạn có thấy
Mình xinh như chị Jenny không? Thôi, xinh thế đủ rồi. Mình chào các bạn nhé. Gặp lại các bạn ở video sau. Goodbye.